Chào các nhà đầu tư. Hôm nay là video mà Tiến sẽ testing dòng máy mới để quay một cái bất động sản đang chào thuê là căn shophouse tại khu căn hộ Sunrise City South. Căn shophouse này hiện tại thì đang cho thuê là 11.800 đô và giá chào bán của căn shophouse này là 60 tỷ. Thì để trước khi đi vào bên trong của căn shophouse thì mình sẽ nói những cái thông tin cơ bản về bất động sản chào thuê và chào bán này, và cái tổng diện tích sàn sử dụng của căn shophouse này là 789 m², bao gồm là 2 tầng, và tầng lầu là 526 m và tầng trệt là 263 m, và giá bán của căn này là 60 tỷ. Vị trí tọa lạc của căn này thì tọa lạc tại khu căn hộ Sunrise City South, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Như vị trí, bây giờ mình sẽ quay góc máy quay về phía trước và nói trên khung hình cho các anh chị dễ hình dung. Đây là góc quay nhìn vào phía trước của căn shophouse này, là nhìn về hướng đường Nguyễn Hữu Thọ và tòa tháp kia là tòa tháp khu Sunrise City South và tòa V4. Cái tòa mà chúng ta đang đứng là tòa V1. Và mặt của căn shophouse này thì nó quay vào mặt nội khu. Còn đây là cái hướng mà đường xe ra vào và cổng số 3. Mình sẽ đi cơ bản rồi mình sẽ đi vào bên trong cho các anh chị dễ hình dung. Còn hướng này là đi đường nội khu. Cái quần thể của khu căn hộ Sunrise City thì nó bao gồm là tháp tổng cộng là 22.000 căn hộ. Nó bao gồm là khu Sunrise City South. Bên này là Sunrise City South nha anh chị. Và bên kia là khu Sunrise City Central và Sunrise City North và Sunrise City View. Tổng quần thể của này là hơn 22.000 căn hộ. Và đây là đường nội khu. Nội khu của chúng ta. Còn đây là hướng chúng ta đi ra khu đô thị Him Lam và cổng ra. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong để coi căn shophouse, căn gốc hai mặt tiền này. Và căn này đang chào thuê là 11.800 đô, mình cho làm tròn là 12.000 đô đi một tháng, và giá bán là 60 tỷ. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào. Tổng diện tích sử dụng là hơn gần là 789 m² gì đấy, để mình coi chính xác là tổng diện tích sử dụng của căn này là 789 m², số tiếng luôn. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển vào bên trong. Rồi đây là bên trong của nó. Hồi xưa thì chỗ này được làm cho thuê làm gym. Các anh chị thấy vị trí này thì nó phù hợp với lại các công ty văn phòng, hoặc là trung tâm Anh ngữ, hoặc là spa làm đẹp, hoặc là bệnh viện thẩm mỹ. Thì tổng diện tích sàn của căn này rất là rộng. Cho nên thì hôm nay thì Tiến sẽ quay bên trong. Lâu lắm rồi mình cũng chưa quay bên trong cái căn này. Thì hôm nay là mình nắm cái chìa khóa ở đây, mình sẽ đi vô bên trong mình quay cho anh chị xem cái layout của nó như thế nào, và có phù hợp đối với ngành nghề phân khúc các anh chị có thể làm thuê, làm trường học, hay là làm trung tâm Anh ngữ, hoặc là công ty văn phòng, vân vân. Ở trong này rất là rộng anh chị nha. Ở chúng ta đang di chuyển là tầng trệt, và cái hướng này thì chúng ta có thể đi bộ ra ở cổng phía sau nối vào khu đô thị Him Lam. Video này thì tính test máy quay mới, cho nên thì đang kiểm tra coi nó có ổn hay không, để mình trong thời gian tới thì mình sẽ dùng cái thể loại video này nhiều hơn và đưa lên kênh cho mọi người xem, cũng như là cho nhiều khách hàng hơn, có nhiều thể loại video hơn. Còn đây là góc mà Tính sẽ đứng ở phía sau nhìn lên phía trên. Rồi, các anh chị thấy là cái tổng diện tích sàn của mặt sàn dưới này không ấy, rất là rộng rồi. Để mình sẽ mở cái điện thoại ra, mình đọc cái thông số là tổng diện tích sàn của lầu trệt này là 263 m². Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên tầng lầu 1 nha. Các anh chị thấy cái trần rất là cao, tầng rất là cao, cho nên thì hệ thống máy lạnh, đồ dây điện đồ đầy đủ hết rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên tầng trên. Và căn này cũng vừa chào bán và cũng chào thuê luôn. Và giá bán của căn này là 60 tỷ. Góc hai mặt tiền. Đây là cái hệ thống toilet. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển lên lầu 1 nha. Tầng 1 thì có tổng diện tích là 526 m². Rất là rộng anh chị. Còn góc quay ở nội khu như là hồ bơi, hay là công viên tiện ích, hay là
phòng cộng đồng thì chắc tính sẽ bỏ qua, tính không quay. Thời gian tới thì tính sẽ dành thời gian quay cái thể loại video review này nhiều hơn, để cho nó có đa góc nhìn hơn và người đi mua nhà cũng như người đi thuê nhà có thể dễ hình dung hơn kết cấu layout bên trong của tài sản mình muốn mua và mình muốn thuê. Đây, bây giờ là Tính đang đứng ở tầng 1 của căn shop house này. Bây giờ mình sẽ lia góc máy quay cho chậm rãi cho anh chị dễ hình dung. Rất là rộng. Và cái hướng này là cái hướng cầu thang mà chúng ta vừa đi lên. Anh chị thấy không? Bây giờ mình sẽ quay lại. Cái tên trên này không là đã có diện tích là 526m2 anh chị nha. Rộng kinh khủng. Ở đây nó phù hợp với ngành nghề nào là theo mình thấy thì cái mặt sàn này nó phù hợp với lại cái ngành nghề như là trung tâm Anh ngữ nè, văn phòng công ty, văn phòng đại diện, hoặc là bệnh viện thẩm mỹ, hoặc là spa làm đẹp, hoặc là massage, vân vân. Đây là Tính đứng sát tường ở bên mép mặt trước để góc máy quay về mặt sau và giữ khung hình để cho các anh chị cảm nhận được là nó rộng rãi như thế nào. Và giá chào thuê căn này là gần 12.000 đô, là khoảng 11.800 mấy chục đô đấy, thì tính ra đơn giá là 15 đô trên một mét vuông. Rất rộng. Bây giờ chúng ta di chuyển vào những cái ngóc ngách khác để coi cái căn này nó rộng rãi như thế nào nha. Mình sẽ đi hết cuối hành lang rồi mình sẽ quay góc máy quay lại. Thời gian tới thì Tính sẽ làm thêm video này nhiều hơn với các bạn để cho nó đa góc nhìn hơn và nó thực tế hơn, và người xem, người mua, người bán gì cũng có nhiều góc nhìn. Đây là Tính đứng ở góc phía sau cùng này nhìn ra và nhìn lên phía trên. Mình sẽ quay kỹ và mình không có render, Tính sẽ up luôn thẳng lên YouTube và fanpage cho các anh chị tìm kiếm và thuê mướn, nó phù hợp với nhu cầu của mình. Và phía sau của căn góc này thì nó là tiếp giáp với lại khu đô thị Him Lam. Video này thì video mình quay chay luôn, mình nói trên khung hình sao mình quay vậy, mình không có lồng tiếng hay là cắt ghép các khung cảnh như flycam v.v. Và video này thì mình biên tập thực tế luôn anh chị nha. Quay xong là mình sẽ up lên thẳng lên YouTube và fanpage kênh Tiến Vlog. Nếu các anh chị có nhu cầu thì hãy gọi cho Tiến qua số điện thoại là 0983383509. Bây giờ Tiến sẽ di chuyển qua bên kia. Bên kia cũng rộng lắm, mình sẽ di chuyển cho các anh chị thấy. Chỗ này là cây cột nè. Mới đi mới có 8 phút mà mình đã thở. Còn bây giờ mình sẽ dừng lại chỗ này mà nói nha. Ở đây là hệ thống thang máy. Hệ thống thang máy lên các khu căn hộ phía trên. Và cái hệ thống thang máy này là không được mở. Nó mở khi nào mà chúng ta thuê và vận hành để phục vụ cho tòa nhà của chúng ta đi thẳng lên đây. Còn bên kia là cũng có một cái không gian nữa rất là rộng. Còn bên này là lối thoát hiểm và các hệ thống điện. Ok ha, chúng ta dễ dùng rồi, chúng ta di chuyển tiếp. Vị trí này là tầng 1 của tòa nhà. Đây là cái không gian bên trong. Ở tầng 1 này thì tổng diện tích sàn của tầng 1 này không đã là 526m2 các anh chị. Nó rộng khủng khiếp luôn. Và theo Tính nghĩ thì ai mà có văn phòng công ty mà có đủ sức chứa vài trăm người thì có thể thuê mướn ở đây để làm một cái văn phòng đại diện hoặc là trung tâm thanh toán. Cũng có thể là tìm vị trí này thì nó sẽ phù hợp hơn. Và vị trí này thì có thể là sức chứa gần hơn là gần, cũng có thể là sức chứa gần là 300-400 người cũng có thể. Chúng ta ngồi bố trí lại cho nó phù hợp. Anh chị thấy không? Rộng rãi không?
Và mình sẽ di chuyển tiếp cho các anh chị coi. Ở đây, ở khu vực này có một cái phòng nữa. Tính sẽ quay mất máy quay vào bên này cho mọi người có thể hình dung. Và bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên kia và đi thẳng qua bên đó để cho mọi người biết bên đó nó có một cái phòng nữa. Không gian này thì có thể là thiết kế làm phòng tổng giám đốc hoặc là chủ tịch cũng phù hợp. Và cái vị trí này nó phù hợp với cái ngành nghề như là văn phòng công ty nè, bệnh viện nè, trung tâm Anh ngữ nè, đào tạo gì nè liên quan cũng được, hoặc là làm spa làm đẹp, hoặc là văn phòng đại diện của công ty đa quốc gia hay là tập đoàn gì cũng có thể là bố trí của người có thể ngồi ở đây rất là nhiều. Và giá thuê là khoảng 15 đô trên một mét vuông. Tại khu vực này thì nó cũng không là mắc lắm, cho nên thì với số tiền mà 15 đô thì mua thuê ở vùng 7 thì chạy qua vùng 1 cũng rất là gần các anh chị. Bây giờ mình sẽ đi vô cái phòng này. Rồi tí nữa mình sẽ đi xuống dưới. Rồi mình sẽ đi vô những cái phòng khác. Đây, để có một cái phòng nhỏ nhỏ nữa. Nói chung là đầy đủ. Với diện tích là 789 mét vuông. Tổng diện tích sàn. Còn một con số đẹp lý tưởng để làm cho một tòa nhà văn phòng thì nó cũng hợp lý mà. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi qua bên kia. Anh chị thấy qua góc máy quay này và những cái hình ảnh tính ghi hình thì nó rất là thực tế và nó dễ hình dung hơn. Nếu mà các anh chị có nhu cầu và thuê mướn thì có thể nhích máy và gọi cho Tín qua số phone là 0983 383 là 09 nha anh chị. Bây giờ mình sẽ di chuyển vô cái phòng kia. Rồi tính điện cái móc quay phía trước. Đây chị, đây chúng ta nhìn nè. Cái lối này là lối đi thẳng qua bên kia, cái dãy bên kia. Và cái này là cái hành lang thang máy. Còn cái hướng bên này nãy chúng ta vừa vào là cái phòng khu bên này. Ở trên này không đã là 526 mét vuông. Và cái phía bên này cũng có một khoảng rất là rộng. Và chỗ kia thì cũng có một cái phòng cho có thể bố trí cho các lãnh đạo ngồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vô cái phòng đó coi, rồi chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới lại và review sơ sơ qua và kết thúc cái video này. Đây là một cái phòng trống nữa nè. Ok nè, bây giờ chúng ta sẽ đi ra bên hông này để coi là nó tiếp giáp với cái gì. Ở đây là tiếp giáp với hồ bơi. Đây là tiếp giáp với hồ bơi. Anh chị thấy hồ bơi này là thuộc tòa tháp V1, V2. Anh chị thấy không? Rồi. Mình sẽ di chuyển góc máy quay lại cho mọi người có thể là dễ hình dung và di chuyển xuống phía dưới. Cái tham số thì tổng diện tích sàn sử dụng của công năng của cái shop house này là 789 mét vuông sàn. Một con số tiếng rất là đẹp, lý tưởng cho những ai mở văn phòng công ty hoặc là trụ sở công ty. Vị trí này thì có thể bố trí nhân sự khoảng tầm chừng là 300 đến 500 người tùy theo cái công năng và cái mật độ ngồi của mình như thế nào. Đây là cái vị trí ở phía ngay sảnh cầu thang đi lên. Hoặc là lấy cái chỗ này làm cà phê cũng được đó anh chị. Rồi bây giờ chúng ta hãy di chuyển xuống phía dưới và đi ra bên ngoài. Và nói sơ sơ bên ngoài và dừng cái video này lại ở đây. Thời gian tới thì Tiến sẽ đi thể loại video này nhiều hơn. Và cho quý khán giả xem được nhiều góc quay ở bên trong của những bất động sản đang chào bán. Cũng như là cho thuê. Và cũng như là đỡ mất thời gian cho đôi bên của người mua, cũng người bán, người đi thuê. Và cũng như là người môi giới bán hàng như mình. Thì mình muốn làm thế nào để cho mọi thứ nó trung thực hơn và nó thực tế và nó không có che giấu bất cứ một điểm gì trong những bất động sản chào bán cũng như là chào thuê. Đây là vị trí ngay cái cầu thang.
và Tính đã quay về cái tầng trệt. Anh chị thấy vị trí này rất là rộng, và tầng trệt này không đã là có diện tích là 263 m² rồi. Mình sẽ đi sơ qua lại một vòng nữa. Và những cái phim sau này của Tính up lên kênh Tính Villa thì sẽ làm thể lộ này nhiều hơn để đỡ tiêu tốn thời gian của lẫn nhau. Nếu anh chị thực sự quan tâm đến nhà đất cũng như là cho thuê, chào bán thì hãy gọi cho Tiến qua số điện thoại là 0983 83509. Tiến thì làm thế nào để cung cấp giá trị thật, hình ảnh thật, giá bán, giá mua thật đến người mua, người thuê, làm thế nào để cho họ có thể là xem qua video có thể là quyết định được là có mua hay thuê căn nhà này rồi. Và giá chào bán của căn nhà này là 60 tỷ nha anh chị, 60 tỷ cho các anh chị, và giá thuê là 11.800 mấy chục đô đấy, thì tạm tính ra là 15 đô trên 1 m². Căn nhà này phù hợp cho những ai? Căn nhà này phù hợp cho những người mở văn phòng công ty, trụ sở công ty, doanh nghiệp, hoặc là trung tâm Anh ngữ, hoặc là những lĩnh vực F&B, ăn uống, hoặc là làm dịch vụ bệnh viện thẩm mỹ, spa làm đẹp, vân vân. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển ra bên ngoài để xem những góc quay bên ngoài và có cái nhìn trực diện hơn về bất động sản chào bán cũng như chào thuê tại khu căn hộ Sunrise City quận 7. Từ vị trí của căn hộ Sunrise City quận 7, chúng ta di chuyển về trung tâm Sài Gòn, ngay chợ Bến Thành, thì đâu đó mất khoảng tầm chừng là 7-8 phút di chuyển xe. Và trong phạm vi bán kính là 6 cây số, 5-6 cây số thôi, không có nhiều. Và đây là cái sảnh phía trước của khu shop house của chúng ta. Bây giờ Tính sẽ di chuyển góc máy quay cho các anh chị có nhiều góc nhìn hơn và trực quan hơn. Đây là chạy thẳng ra là đường Nguyễn Chí Thọ. Còn đây là nhìn về hướng nội khu. Còn đây là hướng ra cổng bảo vệ và tiếp giáp khu đô thị Him Lam. Và còn đây là hướng đi về công viên nội khu của khu công hộ Sunrise City Sound. Một khoảng không gian xanh mát, nó phù hợp cho những ai đi tìm kiếm văn phòng, thì vị trí này cũng có thể là cân nhắc. Với giá chào thuê chỉ có 15 đô thì cũng rất là hợp lý trong cái túi tiền của mình, doanh nghiệp của mình hoạt động. Các anh chị có thể thấy vị trí này, nhìn ra là khu cung, đi thẳng qua bên kia là đường Nguyễn Thị Sập. Đây là cái góc của chúng ta, chỗ này. Còn đó là nhìn ra là cái chỗ công viên khu đô thị Him Lam, và cổng ra cổng vào cũng đó luôn. Hoặc là chúng ta có thể đi ra cổng phía trước này là cổng đường Nguyễn Thị Thập, ngay chỗ siêu thị Lotte Mart quận 7. Bây giờ Tính xin dừng cái video này lại ở đây. Nếu các anh chị thực sự quan tâm và muốn mua hoặc là thuê căn shop house này thì hãy nhấc máy gọi cho Tiến qua số điện thoại là 0983 83509. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì Tính sẽ làm những thể loại video này nhiều hơn và mang được những cái giá trị chào bán những bất động sản và có ích trên các nhà đầu tư cũng như là các khách hàng tìm kiếm cũng như là giảm thời lượng đi xem nhà nhiều hơn. Và qua góc nhìn của một người bán hàng thì Tính sẽ cung cấp những giá trị thật chào bán cũng như là giá trị chào thuê và những hình ảnh trung thực nhất. Và những cái gì mà Tính đã nói trên video này thì là những cái Tính xác thực luôn, là những gì Tính nói là đúng 100%. Và sẽ trong kênh Tính Villa thì sẽ không có giấu giếm bất cứ một thứ gì cả. Bất động sản nó có điểm khuyết nào mình sẽ quay hết lên, và để đỡ mất thời gian của nhau mà đến xem rồi không thích cũng rất là mất thời gian. Có gì khuyết điểm thì mình cũng nói luôn. Và cái khuyết điểm của shop house này thì nó có hướng quay là quay về hướng nội khu, nó không phải là quay ra trục đường chính. Nhưng mà phải nếu tùy theo công năng và mục đích sử dụng của chúng ta, và có tìm thuê hay mua là sẽ tùy theo nhu cầu. Ví dụ như đối với những văn phòng thì chỉ cần là yên tĩnh là được rồi, không cần phải đi ra ngoài làm gì. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay lại mặt trước một lần nữa và kết thúc cái video này lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Nếu các anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Tiến theo số phone trên màn hình là 0983 83509. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là mặt trước của chúng ta, và chúng ta sẽ đưa góc máy quay lên trên.
Tổng của khu căn hộ Sunrise City làm có 4 khu căn hộ và tổng diện tích căn sàn là khoảng tầm chừng hơn 2.200 căn hộ và có bao gồm các khu chúng ta đang đứng là khu Sunrise City South và khu Sunrise City Central và khu Sunrise City North và khu Sunrise City View. Khu này là đầu cửa ngõ để ra vào quận 7, các anh chị phải đến đây rồi mới đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ok, video này Tiến xin dừng lại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những tập tiếp theo. Tiến Villa, chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp trung tâm Sài Gòn.